Chiều nay ngày 18 tháng 9, Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh đã có cuộc họp trực tuyến với văn phòng điều phối nông thôn mới trung ương và các bộ ngành về việc thảo luận góp ý hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét công nhận quyền cần duộc đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. Ông Phương Đình Anh, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương chủ trì điểm cầu Trung ương. Ông Nguyễn Thanh Truyền, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phó trưởng ban chỉ đạo chủ trì tại điểm cầu Long An. Theo hồ sơ trình trung ương, sau hơn 13 năm xây dựng nông thôn mới, đến nay, huyện Cần Duộc có một thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh, 14 trên 14 xã nông thôn mới, 6 xã nông thôn mới nâng cao, một xã nông thôn mới kiểu mẫu, đồng thời đạt chín trên chín tiêu chí huyện nông thôn mới. Đời sống vật chất tinh thần của người dân từng bước được nâng cao. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 0,38%, thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng một người một năm. Giang phòng điều phối nông thôn mới trung ương và các bộ ngành đánh giá cao bộ hồ sơ của tỉnh và huyện Cần Duộc vừa tổng thể vừa cụ thể từng tiêu chí đạt được, làm nổi bật kết quả xây dựng nông thôn mới của quyện. Đồng thời, Trung ương cũng đề nghị địa phương chỉnh sửa, bổ sung, thống nhất một số nội dung về xây dựng đô thị văn minh, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn, thông tin liên quan đến các khu công nghiệp trên địa bàn quyện, vấn đề thu gom xử lý chất thải rắn công nghiệp, chất thải rắn sinh hoạt để hoàn chỉnh hồ sơ trình hội đồng thẩm định trung ương xem xét công nhận cần duột đạt chuẩn quyện nông thôn mới năm 2023. Đây là quyện đầu tiên của tỉnh Long An đề nghị xét công nhận quyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 theo bộ tiêu chí mới.